Xin chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Công giáo Thái Bình. Và hôm nay thầy đang đang có mặt tại khu vườn thánh Thánh Tâm Mỹ Đức để chia sẻ cho quý vị và các bạn một số hình ảnh nơi vườn thánh này. Thì là như quý vị và các bạn đã biết, chỉ còn một vài ngày nữa là bước sang tháng 11. Tháng 11 là tháng cả giáo hội thành riêng để cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục. Hôm nay đang rất là vui mừng được chia sẻ với các bạn có thông tin ở đây. Như các bạn đã biết, trước mặt màn hình quý vị là ngôi mộ của linh mục Lucia Phạm Đình Phùng, sinh ngày 17 tháng 3 năm 1942, tại giáo xứ Hoàng Xá, giáo phận Thái Bình, phong linh mục ngày 8 tháng 12 2014, về Nhà Trang ngày 29 tháng 11 2018, hưởng thọ 76 tuổi ạ. Và tiếp đến là nơi yên nghỉ của linh mục Đa Minh Phạm Quang Trung, sinh năm 1941, tại giáo xứ Tràng Quan, giáo phận Thái Bình, thuộc phong linh mục ngày 31 tháng 5 năm 1965, về Nhà Trang ngày 6 tháng 3 năm 2018, hưởng thọ 77 tuổi ạ. Tiếp đến là nơi an nghỉ của linh mục Đa Minh Đào Văn Thiềng, sinh ngày 20 tháng 2 năm 1954, tại giáo họ Phú Đồng, xứ Thanh Châu, giáo phận Thái Bình, thuộc phong linh mục ngày 4 tháng 8 năm 2007, về Nhà Trang ngày 7 tháng 2 năm 2015, hưởng thọ 61 tuổi ạ. Đây là nơi thứ ba. Và đây là khu trung tâm của vườn thánh Mỹ Đức. Ở đây cũng được trang trí khá đơn giản nhưng mà cũng rất là đầy đủ ý nghĩa và cũng rất là đẹp ạ. Tiếp theo là nơi an nghỉ của Đức ông Giuse Bùi Văn Cẩm, sinh năm 1931, tại họ Phương Đức, xứ Triệu Thông, giáo phận Bùi Chu, thụ phong linh mục ngày 16 tháng 7 năm 1968, về Nhà Trang ngày 18 tháng 5 năm 2014, hưởng thọ 83 tuổi ạ. Tiếp theo là nơi an nghỉ của linh mục Doan Phạm Ngọc Châu, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1942, tại giáo họ Cam Lai, xứ Lương Điền, giáo phận Thái Bình, thụ phong linh mục ngày 16 tháng 7 năm 1971, về Nhà Trang ngày 20 tháng 8 năm 2015, hưởng thọ 73 tuổi ạ. Tiếp theo là nơi yên nghỉ của linh mục Du Xe Nguyễn Văn Ban, sinh ngày 8 tháng 8 năm 1942, tại giáo xứ Cao Mộc, giáo phận Thái Bình, trụ phong linh mục ngày 1 tháng 5 năm 1988, về Nhà Trang ngày 16 tháng 12 năm 2018, hưởng thọ 76 tuổi ạ. Tiếp theo là nơi an nghỉ của linh mục Giuse Nguyễn Đình Bốn, sinh ngày 13 tháng 10 năm 1944, tại giáo họ Bơn Nàng, xứ An Lập, giáo phận Thái Bình, thuộc phong linh mục ngày 7 tháng 10 năm 1981, về Nhà Trang ngày 15 tháng 11 năm 2019, hưởng thọ 75 tuổi. Xin mọi người hãy hiệp ý cầu nguyện cho các cha, nhất là trong tháng cầu nguyện cho các linh hồn, thì các ngài rất cần những lời cầu nguyện của quý vị và các bạn ạ. Và cuối cùng là nơi yên nghỉ của Đức ông Tomaso Trần Trung Hà, sinh ngày 30 tháng 3 năm 1942, tại giáo xứ Hữu Vi, giáo phận Thái Bình, thuộc phong linh mục ngày 29 tháng 1 năm 1968, về Nhà Trang ngày 7 tháng 9 năm 2020, hưởng thọ 78 tuổi ạ. Và bây giờ đang xin mời quý vị các bạn chúng ta cùng tiến sang bên giáo xứ nhà xứ Cát Đàm để chúng ta viếng thăm một số cái nơi yên nghỉ của quý cha ở bên đây ạ. Và trước mặt quý vị các bạn là cái hình ảnh của cái cây tháp, hai cây tháp của giáo xứ Cát Đàm, hai cây tháp cũng khá là cao ạ.
Ở bên phía bên tay trái của nhà thờ Giáo xứ Cát Đàm thì có một tượng đài Thánh Vincente được làm với một cái hình thức nhìn rất là đẹp, rất là lạ mà cũng nói là rất là đẹp. Còn đây là ngay trước mặt hình thức của bạn là tượng đài Thánh Vincente. Vinh Sơn vị thánh của vua trời. Đang xin quay hướng lên trên để quý vị các bạn có thể nhìn ngắm được toàn cảnh khu vực tượng đài Vinh Sơn. Nhất nạ văng nừng tỏa khắp nơi. Thánh Vinh Sơn Tê là một vị thánh rất hay làm phép lạ. Xin mời quý vị các bạn chúng ta tới đây chúng ta ghé thăm để xin ơn ông Thánh Vincente. Và đây là cái toàn cảnh đứng từ phía cuối nhà thờ Giáo xứ Cát Đàm, chúng ta nhìn sang bên bên nhà trường Mỹ Đức. Xung quanh đây thì có các cái dòng tu. Trước mặt quý vị các bạn là bên đây có một gọi là tu viện Cát Đàm, nơi đây cũng khá là rộng rãi đấy ạ. Mời quý vị các bạn chúng ta cùng tiến sát lại khu vực tu để chúng ta biết được một số cái thông tin ở nơi đây. Đây chính là cổng đi vào trong tu viện Cát Đàm đấy. Ở đây chính là tịnh dòng nữ vương các thánh tử đạo Việt Nam, tu viện Thánh Vinh Sơn đấy, Cát Đàm, xóm 7 xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình. Ở đây thì đang xin phép đi ra phía bên ngoài này chia sẻ với các bạn một số hình ảnh đây. Đây chính là cái cổng đi ra bên ngoài đường thờ Giáo xứ Cát Đàm. Ở đây thì đang xin mời quý vị các bạn cùng ghé thăm nơi yên nghỉ của các cha, nơi bên chỗ nhà thờ Giáo xứ Cát Đàm. Ở đây thì các cha yên nghỉ đây khá là đông. Nhưng mà các cái bia mộ ở đây thì thường là các cha đây thì là các cha của nước ngoài, nên là toàn là chữ nước ngoài, đang cũng không 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 đọc được bởi vì cái biển nó cũng rất là mờ rồi, thì nó cũng khá là lâu rồi đúng không ạ? Nó trải qua nắng mưa thì nó bị mốc, thì nó bị mờ hết đi, mà chữ lại chữ nước ngoài nữa, cho nên là không đọc được. Mong quý vị cũng hết sức thông cảm cho. Nhưng nơi đây thì cũng có khá nhiều các cha yên nghỉ ở đây ạ. 8 là 10 12 12 14 15 16. Vâng, ở đây nơi đây thì tất cả có 16 các cha yên nghỉ ở đây ạ. Vì là làm trong chắc là những cái năm làm đây cũng cách đây khá xa rồi, cho nên là nó cũng rất là thô sơ, các cái biển nó cũng bị hơi mờ một chút. Đứng đây chúng ta có thể nhìn thấy toàn cảnh vực bên tay trái Giáo xứ Cát Đàm, và đây là cái biển ghi khởi công ngày mùng 1 tháng 2 tức là năm 1992, lập mộ các cha và khánh thành ngày mùng 10 tháng 5. Vâng, và đấy là một số cái thông tin về các cái ngôi mộ của các cha yên nghỉ nơi đây. Bây giờ đang xin được tạm dừng cái video ở đây. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã đón xem cái video của kênh Tôn giáo Thái Bình. Bây giờ xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video lần sau.